kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể nhân dân thành phố Tam Điệp thân mến, trong không khí vui tươi nhớ lại những ngày tháng lịch sử hình thành phát triển thị xã nay là thành phố Tam Điệp, thành phần đội văn nghệ xã Thiên Sơn là những người con đang sinh sống làm việc tại địa bàn, đặc biệt là sự tham gia của chính những người nông dân hàng ngày say sưa với lao động sản xuất và nhưng chưa một lần liên kết với tình yêu quê hương. Đội văn nghệ xã Thiên Sơn gửi tới hội thi các tiết mục văn nghệ, tiết mục mở màn cờ hoa mở hội, tôn múa đơn ca sáng mãi ngọn lửa Trần Văn Ơn, sáng tác Cao Trung Hiếu biểu diễn quan đại cùng tôn múa múa độc lập Hạc Thóc Vàng biểu diễn tôn múa song ca Tam Điệp thành phố nghĩa tình, nhạc Mai Công Thắng phỏng thơ Trần Thành Hữu biểu diễn Lan Hương Thế Anh cùng tôn múa nhảy xạ biểu diễn tôn múa. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
và tất cả quý khán giả đã đến dự và ủng hộ cho đêm văn nghệ của giãn nhà. Kính chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.